đồ chơi để quay cho các bạn. Đi cho đây, mình đã xong một con vịt nha các bạn. Giờ mình sẽ cắt con vịt thứ hai. Gambi nè. Coi. Giờ mình sẽ cắt ông
cô bác sĩ lại nha. Ông mà. Xếp cái kiểu gì? Các bạn ơi, các bạn nhớ đăng ký và subscribe cho mình nha các bạn. Để mình để tụi mình có nhiều subscribe để mua đồ chơi để quay clip tiếp. Bộ chu tiên xanh chị chắc đẹp quá. Dễ thương là quá vậy sao rồi. Mở từ trên mới. Thì đọc xuống. Mình hãy xem. Bây giờ mình sẽ giới thiệu xe các bạn. Xe gì đó nói lên không? Tập tôi không biết cái này xe gì đó. Bây giờ mình sẽ giải cái này lại thằng theo mà. Khó bỏ vô quá. Rất chuyên mệt luôn rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cái bộ tích cơ cho mấy bạn. Một cái bệnh như chăng luôn á. Mở ra được luôn. Đó chưa sao đi. Cái này dán mở cái bịch này ra xong rồi dán. Cho con mở cái bịch lên cho các bạn xem một cái đi con. Còn có gì mà con mở cho các bạn xem đi. Mở ra rất tùm lum. Bây giờ mình phải kêu một người rồi để mình giải cùng Robert. Người nào con? Nè.
Cuối chính là ở đây, không mở cửa được, các bạn nhìn vậy thôi. Quay chiếc này thôi, quay rồi hả bên à? Mình sẽ kêu Doraemon gắn. Doraemon là ai đúng không nữa? Là A có ông ngoại. Dạ A có dạ. Thì người Hoa nghe hiểu không? La có là gì đó. Mình sẽ cho các bạn coi cái này. Bây giờ một cái có mô hình tan tan gì đó là tan chi rồi lại gì em không biết cái chuyện bên trong này các bạn ơi nhớ subscribe cho tụi mình nha các bạn. Đúng rồi. Có chiếc này luôn nè.
chú bé ba thiệt là khổng lồ. Đi đâu cũng có rồi. Con này nó nằm vào uống nước. Ok. Ủa mà chị Đồng bây giờ sao cắt ra để cho nó nằm vô được? Đây, mình đem cho nó uống nước. Uống nước rất là lạ. Chị Đồng cho nó vô một tắm cho tắm thôi. Giờ nó sẽ vô một tắm và tắm. Đi lộn. Bên đây kìa, bên đây nè. Bên đây hả? Nước hụt vô được cho chị không chứ. Trời ơi xuống đây. Giờ mình sẽ cho nó uống thuốc. Chị đâu em nhớ cô tiên xanh mình cho nên nằm vô được mà. Tại cô tiên xanh người ta dán vô á, người ta lấy con cho ai mặt á. Giờ mình sẽ cho nó ngủ nha các bạn. Đây. Cái mền này các bạn mình mới cắt. Đây. Mình cho nó ngủ. Nó mập quá nên nó không vừa nè, nên mình phải lật ngược lại. Đây bác cô y tá đã tới rồi. Ok. Dạ yeah. Cô gì chờ? Cô y tá sẽ dẫn con này đi tắm. Vô. Dịch ra là như vậy. Đứng ra là em nhớ có hai dịch lần rồi chưa? Hai con hả? Dạ. Chắc là 3 con rồi. Em nhớ là từ con dịch nổi mụn. Chị biến con dịch hết nổi mụn mà. Mẹ. Con dịch hết nổi mụn. Giờ cho bác sĩ khám cho nó đi rồi. Rồi biến mình hết nổi mụn. Bạn ơi, đây là cái băng keo đây, tôi sẽ dán ở đây cho nó. Mới mua con người nhờ anh. Đây, tôi mới dán cho nó xong rồi nè. Ủa dán? Bỏng dịch. Phải có băng keo. Buồn luôn mà. Rồi. Giờ tôi sẽ... Mình sẽ chơi nó vô xe. Ủa? Đây. Không được cầm. Chiếc vô ngay hụt mụn của nó luôn nha các bạn. Các bạn ơi, cái con này đứng được luôn nha các bạn. Cô y tá sẽ cầm cái này và đi xét nghiệm cho nó. Xét nghiệm cho nó. Giờ mình sẽ cho con này nằm ở đây. Gặp bác sĩ rồi đây. Bác sĩ. Mình sẽ cắt đầu con này. Đâu cắt nữa đâu cắt. Đúng rồi. Đây, bác sĩ sẽ đưa cho. Cái bác sĩ đâu rồi? Em bé mới bị quấn.
đường. Trời ơi, quấn lên nó mấy bác sĩ là kỳ. Giờ bác sĩ sẽ chạm cho nó cái đá nha các bạn. Khi đau đây nó bị sưng đầu rồi. Thế chị làm gì? Thế chị làm thế đó. Chị qua ngoài chơi đó nha. Nhưng mà chị nào? Chị đã lên xuống. Chị xưng xưng lên một cục hình này nữa. Nhưng mà xưng lên hết tròn. Chị đầu xưng mà chị đầu xưng nhiều. Xưng một cái nữa thôi. Đây. Mình sẽ... đây, mình đang chạm cho nó đây. Ok. Ok. Quay qua bên đi ba. Ta chạy mấy con sáu đi. Nha hai. Chạy. Con là sáu, con là cũng dễ thương. Thích không? Đây. Một hồi nó đã biến học bình thường rồi nha các bạn. Nhìn xanh này kì á. Hả chị? Nhìn lúc mở nó lên mụn bây giờ có hết bệnh luôn rồi. Ừ. Đúng là cô tiên xanh ở Bình Dương. Giờ mình sẽ cho ba mình uống thuốc. Mình sẽ để... hôm nay mình sẽ cho ba mình. Mình sẽ để thuốc vô cái ly nước. Nhớ để thuốc đặc vô ly ly xong cho ba uống nha. Nghe chị, chị để tiên vô. Xong nói cho con này. Xong để thuốc đặc vô. Mình lấy một ly thuốc đặc để cho ba uống. Cho ba uống nè. Rồi cuối cùng ba mình đã e xỉu luôn. Quay một chỗ rồi không đi, không quay chỗ khác một xíu đi. Em có âm mới sẽ mua cái máy giải Rubik để giải cục này chứ. Mà chứ bằng cái tay em bị cái đầu em đi ngu quá chứ không có giải được cục này. Mình mới cho mình một cái hình dán nha. Giờ mình sẽ dán lên bộ cô tiên xanh nha mấy bạn. Các bạn nghĩ đi, mình sẽ dán ở đâu? Đây, các bạn nghĩ đi, mình sẽ dán ở đâu? Dán nút like, tôi sẽ dán ở đây. Dán nút subscribe, mình sẽ dán ở đây. Còn nhấn nút đăng ký, mình sẽ dán ở đây. Các bạn bấm nút chuông, mình sẽ bấm ở đây. Đúng rồi. Nhấn chuông. Okay. Các bạn chọn bấm cái nè. Bấm nút subscribe đi. Các bạn ơi. Cái xe mình nhấn chữ đó. Đó đi đây. Ta chỉ đọc nha. Nói nhiều rồi đâu có subscribe á. Rồi.